Mày biết gì không? Thằng Quân thích con đó lắm, suốt ngày cứ bám lấy nó. Thật vậy sao? Tao nghe nói là anh ấy. Em à, anh qua nhà bạn xíu nha. Anh đi cẩn thận nha. Bye bye. Ủa, anh ấy đi thật rồi hả? Đi thì đi thôi. Chẳng phải mày thích anh ấy lắm sao? Mày không sợ anh ấy đi tìm con khác à? Thì tìm thôi, ai mà không có bạn khác giới. Mày cũng giỏi thật đấy. Mày còn không thèm hỏi anh ấy đi với bạn nào, đi tới mấy giờ về. Sao mày không quản anh ấy? Tao quản anh ấy làm gì? Tao là người yêu ảnh, chứ có phải là vợ ảnh đâu. Anh ấy đi kara hay là đi bar, đi với ai, đi bao lâu, hình như không liên quan gì đến tao. Tao nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. Ủa, yêu đương bây giờ văn minh dữ vậy sao? Tao nhớ trước đây mày đâu có như vậy đâu. Trước đây là chuyện của trước đây. Nếu như anh ấy yêu tao, anh ấy sẽ xử lý hết những mối quan hệ xung quanh. Còn nếu như không xử lý được thì tức là không yêu. Bao nhiêu tuổi đầu rồi, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, anh ấy hiểu rõ hơn ai hết. Người có tâm thì không cần chỉ, người không có tâm, có chỉ cũng không làm. Trời ạ, nếu lỡ sau này anh ấy làm việc gì có lỗi với mày thì sao? Thì chia tay thôi. Ngoại tình chỉ có không lần và vô số lần. Cái gì chứ, cái này tao rất là lý tính nha. Hơn nữa, anh ấy cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Nè, nhắn tin báo cáo cho tao rồi nè. Anh ấy qua loa với mày thôi, lỡ như anh ấy. Không có lỡ như, anh ấy cho tao đủ cảm giác an toàn. Hơn nữa, nếu đã quyết định yêu nhau thì nên tin tưởng anh ấy.